Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món đó là nuôi xào thịt bò sốt cà chua. Đây là gà mình nuôi, mình đang luộc đây. Mình có hai lạng nuôi. Trong khi mình luộc thì mình cho vào đó một muỗng muối, nửa muỗng thôi. Mình luộc cho đến khi nuôi nó mềm đi rồi à, mình đem mình xả lại với nước lạnh, xả lại với nước lạnh và mình ướp vô đó một miếng dầu ăn để cho nuôi nó không có bị dính vô với nhau. Nếu mà mình không ướp dầu vô nó sẽ ra cái chất nhựa và nó sẽ bị dính lại với nhau, đến khi mình xào thì nó sẽ khó xào. Rồi mình gồm có là cà chua, rồi cái nồi nuôi của mình bây giờ nó đã mềm rồi nè, nuôi nó rất là mềm rồi, mình sẽ đổ nó ra ngoài. Mình tắt lửa. Rồi đây tô nuôi của mình, sau khi mình đã rửa qua nước lạnh rồi, mình sẽ ướp vô đây một miếng dầu ăn. Lên. Rồi, mình để nó qua một bên này. Mình có cà chua này là mình đã bầm rồi, mình đã bầm nát rồi. Một chút nữa là mình sẽ làm sốt. Để nó lên luôn. Và thịt bò ở đây mình có ướp vô đây một muỗng tiêu, một chút xíu muối với nửa muỗng đường và nửa muỗng bột ngọt. Đây là thịt bò này mình cũng bằm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt chảo lên mình xào nó thôi. Cho vô chảo khoảng 2 muỗng dầu ăn. Lập dập 2 tép tỏi mình bỏ vô mình phi cho nó thơm đi. Rồi, tỏi của mình đã vàng rồi, mình sẽ cho cà chua vô. Mình sẽ xào cho nó mát cà chua này đi. Mình nêm vô trong cà chua này một miếng bột ngọt, một muỗng bột ngọt. Một chút xíu đường. Và một chút xíu nước mắm. Các bạn có thể điều chỉnh cái lượng gia vị theo như là khẩu vị của gia đình mình nhé. Cái này là mình chỉ làm theo khẩu vị của gia đình mình thôi, mỗi một gia đình sẽ có một cái khẩu vị ăn khác nhau. Rồi mình sẽ xào cho nó nát đi. Sau khi cà chua nát rồi thì mình cho cái phần thịt bò bằm của mình vô.
Mình sẽ cho vô đây một muỗng nước lạnh. Và đây một muỗng nước lạnh. Giờ mình cho vô một muỗng sa tế. Bạn nào muốn ăn cay thì có thể là cho thêm sa tế, còn bạn nào không muốn ăn cay thì mình khỏi cho sa tế nhé. Rồi sau khi nó đã sệt lại rồi, mình sẽ xào cho đến khi cái nước cà chua này nó hơi sệt lại. Bây giờ nó đã sệt lại rồi thì mình sẽ cho nuôi vào. Đây cái tô nuôi của mình đã trộn dầu ăn rồi cho nên là cọng nuôi nó rất là rời. Rồi mình sẽ cho hết vào. Trộn đều nó lên rồi mình sẽ xào cho đến khi nước nó sánh lại, nó cạn bớt nước này đi. Rồi sau khi nó đã cạn bớt nước rồi và nó cũng đã thấm gia vị vô trong cái cọng nuôi của mình á, thì bây giờ mình rắc vô một ít hành. Hành mình sắc nhuyễn mình rắc vô. Rồi trộn đều lên. Thế là đã xong. Rất là đơn giản phải không các bạn? Bây giờ là chúng ta có thể là đem ra ăn được rồi đó. Bây giờ mình tắt lửa nha. Và đây là thành phẩm của mình. Trời đang mưa mưa, ăn cái món này là hết ý luôn các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi, xin chào.